Thank you.
đâu nghe. Không chụp hình mình đứng đây nữa thì không muốn làm gì cũng được. Giờ nó nói đứng lắc. Chụp hình được quá. Cho đúng nha. Rồi quá. Rồi, kiểu khác. Cái cây yếu xẹp nè. Cây nó bạch kia yếu vậy. Nó lắc cái cây vậy thôi chứ không con. Rồi. Đá dép dặn điện thoại. Nào đưa bơi dép luôn á. Nguy hiểm quá. Thằng nào chơi cây vậy? Đừng nằm lên lưng gãy. Sao? Ê, tôi thấy thằng ấy làm mùa đẹp hơn á. Cứng quá đi. Nhìn đi nha, nhìn đi. Ok, ok. Anh biết mà. Thầy nhích ra con, thầy nhích ra con. Trời ơi, quậy. Mất chi sinh. Em ở đây mà quậy gì? Trời, anh hai không biết quậy luôn. Hư khuyên hết rồi. À, Lý quá kỳ. Lý đặt tay. Đó. Tiền đè đầu. Tại cái cây này nè. Cái cây này nè, con biết mà anh đây. Anh lên. Ủa, cho chồng hai luôn. Quả cái vợ xin cái cây ra. Quất cho bà. Rồi. Ủa, gãy giúp sống nha. Nhớ nhớ em lặng. Quay phim hả? Quay phim hả? Từ từ trời.
chụp với dê. Anh cây sát cùi nè, sát cùi nè. Chụp tự xuống như dê, dê ra gặm lỗ tai luôn. Đường leo núi đẹp nè. La lên kêu. Không ai kêu hai. Ủ núi mát. Đây luôn trời. Mát nó tại vì gần biển á. La lên. Ủa đẹp quá trời nha. Ở ở trên đây nè, đây đẹp nè. Lên đây đợi. Ở đây mát lạnh nè anh Tư. Ở đây có gió. Ủa này cực kỳ luôn, không đi là phải hẳn. Ủa ơi, sao lâm lạnh vậy hả? Anh hãy đứng yên đi. Đừng có lên trên đó. Đừng. Em chụp hình cái cảnh, không phải chụp hình hai. Đúng rồi, chán rồi. Bây giờ mình để đi đường nào nè? Đi đường nào? Bây giờ có hai đường, một là đường này, hai là đường này, cũng đi đường nào? Biển nó bị vậy? Không đi vô đường. Không rồi, đi vô đúng đường á. Cái đó gọi là không đi vô đường. Ta đi đường đó, em đi đường này. Hay là cái đường cấm. Không, mà đường này có đá. Đây là cái bậc thang hả? Đi ra bậc thang đi, đi bậc thang đi. Cái đó có đường đâu, Lê ơi. Lê cứ đi đường đó, đi đường này, đi đường demo trước. Cấm à. Lấy có đá này, có chủ không? Bị xé rồi. Hỏi chủ không? Ờ, đúng rồi, lưu ý đâu anh Lêm. Lưu ý đường này, đường này gì hả? Chú ý gì à? Đọc qua, đọc qua. Ê, uống nước khác trước 15 giờ. Cho phép uống luôn. Uống nước khác trước, uống nước khác trước 15 giờ. Trước 3 giờ á. Ừ. Chết. Chụp hình. Có gì đã đâu khởi. Nè nè, mày thấy nè. Anh. Khởi rồi kìa anh. Vượt 2 km để chúng tôi tới được thác. Cuối cùng chúng ta tới được thác sau 2 km. Thác này chúng ta có thể tiếp xúc. Ai có phấn khích quá có thể tắm. Luôn kìa. Ở đây, ở đây mình tự thay đồ mình tới luôn. Tắm tiền.
tự nhiên nó nói uống được mà. Uống được, uống thử lại đi. Tôi đi nè. Nó có cái bả uống trước 15 giờ mà. Uống trước 15 giờ. Vậy. Vậy hả? Thằng ơi phải uống luôn. Tắm luôn vậy? Tắm luôn. Rồi dập nước. Chỗ kia là không? Thiên nhiên mà không có, mà quá chắc được sợ. Uống sống cũng được không? Uống uống là rõ đi nhưng mà sao sợ nữa. Xuống đây coi về cái gì. Sâu cái mắt, hai người như sâu á. Thấy chậm. Không, ở đây tắm đường này, khu này nè. Còn lại đây thôi. Không thấy màu đen là sâu quá luôn á. Đúng không? Nắng, nước trong là nắng phía dưới. Ủa mặt còn anh chở nó lên đường nó hay vậy mà. Mình chỉ làm cái gì người ta không cấm thôi. Ừ. Tớ đi ra đây hả?
Đây rậm rạp tối lận. Dưới mình phải làm có hoa cho xong nha. Chụp hình đi. Đây. Hoa. Nó đường xuống. Giờ cho mát rồi chụp. Mình lại rồi, tiếp mình chụp cái tên cái lão rồi đi. Quá đẹp. Bớm nhiều quá rồi.